Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai hội hoa xuân, 130 chợ hoa Tết trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Đây là một trong những nội dung của kế hoạch tổ chức hội hoa xuân Tết Nguyên đán 2018 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Hội hoa xuân Tết Nguyên đán 2018 của thành phố sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu tại công viên Tao Đàn. Hội hoa xuân sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 2 năm 2018. Nhằm ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Hội hoa xuân sẽ được chia làm 3 khu vực, gồm có khu trưng bày triển lãm hoa cát kiển, tiểu cảnh, đá nghệ thuật trong nước và nước ngoài, khu phục vụ lễ hội như sân khấu nghệ thuật, trò chơi thiếu nhi, khéo tay nghề Tết, triển lãm tranh đẹp, thư pháp chữ Việt và khu giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm. Ngày hội hoa xuân tại công viên Tàu Đàn thành phố cũng cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng được tổ chức hội hoa xuân và chợ hoa Tết 2018 tại khu vực Hồ Bán Nguyệt từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2 năm 2018, cho phép tổ chức 3 chợ hoa Tết tại công viên 23 tháng 9, Gia Định, Lê Văn Tám và 125 chợ hoa Tết tại vỉa hè ở các khu đất trống trong khu viên trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, chợ đầu mối Bình Điền. Ngoài ra, thành phố cho phép việc vận chuyển buôn bán hoa kiển được kết hợp một số mặt hàng dưa hấu, quả trang trí Tết tại 4 tuyến giao thông thủy nội địa, kể từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 2 năm 2018 để phục vụ Tết Nguyên đán.